Chào mừng các bạn đến với channel mình là Slenderman đây. Và video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một cái thử thách được mang tên đó là hô mưa gọi gió. Đồ với các bạn thôi, thì hôm nay mình sẽ làm một cái thử thách không phải là hô mưa gọi gió, mà kiểu như là mình cũng tương tự, cũng nói chung là cũng tương tự với câu nói là hô mưa gọi gió đó. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ tạo ra đó chính là một cơn mưa kim cương để dành tặng cho thằng núp. Thì dạo gần đây á, các bạn kêu mình là anh ơi, hãy cho anh thằng núp đi, cho anh thằng núp tiếp đi anh. Thì mình nghĩ là cũng lâu rồi mình không có cho thằng núp. Nhưng mà các bạn biết sao không? Gần Tết rồi, mấy ngày nữa thôi là đã Tết rồi mà mình cho nó thì mình thấy ồ sao mình ác quá. Với lại dạo gần đây thì nó thằng núp nó rất là ngoan và nó không có làm gì mình hết, thì tại sao mình lại phải cho nó, đúng không? Cho nên là ngày hôm nay á, mình sẽ làm ra một cái cơn mưa kim cương, cơn mưa kim cương nha các bạn, để dành tặng cho thằng núp. Nhưng nó muốn nhận được cái cơn mưa này thì nó phải làm một cái điều gì đó để nó mới nhận được, đúng không? Muốn nhận quà là phải làm cái gì đó mới có quà. Ok, và nếu các bạn thích video của mình thì tại sao các bạn lại không dừng video lại, like một cái để cho mình biết các bạn chính là fan của mình, và đừng quên là đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ mình cho các bạn. Và hãy nhớ là xem hết video, xem hết quảng cáo và bấm vào quảng cáo để ủng hộ mình. Thì nếu mà các bạn không có quảng cáo thì các bạn chỉ cần bấm vào quảng cáo ủng hộ mình là được. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào thử thách và để coi là mình có tạo ra được cơn mưa kim cương hay không nhé. Let's go. Bây giờ là mình sẽ tới nhà thằng núp và báo cho nó biết là mình sẽ có quà tặng cho nó. Không biết là nó có vui không ta. Thằng này lâu quá mình cũng không gặp nó. Các bạn thấy là lâu rồi mình đâu có làm video cho núp đâu mà gặp nó. Cho nên là hôm nay qua không biết nó có ông nội đâu, không có nhà không nữa, không đi đâu không biết. Núp ơi, núp, núp ơi, mày đang ở đâu? Anh len qua thăm mày nè. Núp ơi, ủa nó không có nhà nó đâu ta. Núp, mày đang ở đâu? Nó lại đi đâu rồi ta? Đừng nói là đi ỉa đá gì rồi nha. Yeah. Anh Len ơi, em đang ở đây nè, em đang tắm hồ bơi rất sướng. Ở đằng sau nhà anh qua đây nè. Ủa sao nghe tiếng nó mà không thấy nó đâu ta? Nó kêu ở đằng sau nhà hả? Ở sau nhà là đâu? À đây. Ôi, núp. Ấy. Ừ, tắm hồ bơi nữa chứ vãi, trưởng thanh niên. Ôi, tắm hồ bơi mày. Ủa sao nó thay được hồ bơi ta? Ơi, sao đâu ai xây cho cái hồ bơi đẹp vậy? Anh nghĩ thì sao mà ai xây cho em làm gì có tiền đâu mà ai xây? Chính em đây, nhà thiết kế đại tài núp đã xây lên cái hồ bơi này nè, thấy chưa? Quá đẹp luôn đúng không? Ủa mà lâu lắm rồi không gặp anh á, dạo này anh bận ghê ha. Qua kiếm anh không thấy anh ở nhà đâu, mà giờ qua đây kiếm em có gì không vậy? Đừng có nói là qua đây rủ em đi chơi nha. Không, hôm nay qua đây không phải là để đi chơi đâu núp à, mà hôm nay anh qua đây là anh nói rồi là gần Tết rồi, cho nên là anh qua đây anh có một cái món quà muốn dành tặng cho núp. Không biết là núp có lấy không ta? Nhìn anh nè, không biết là núp có lấy không? Anh có một món quà muốn dành tặng cho núp á, và không biết là núp có chịu lấy không ta? Cái gì? Anh có quà hả? Anh có gì có quà cho em hả? Uê, em. Ơi anh đừng có hại em giống mấy lần trước nha. Lần này là có quà thầy đúng không? Gần Tết rồi đừng có hại em nữa, tội em lắm anh ơi, để cho em ăn Tết đi chứ đừng có hại em nữa. Mà có quà mong quà gì anh? Nói cho em nghe đi. Trời sao tự nhiên nghe anh nói có quà cái tự nhiên trong lòng thấy vui ghê luôn. Ok, bình tĩnh đi núp ơi, bình tĩnh. Giờ á, muốn nhận quà là phải làm cái gì đó, tại giờ là núp lớn rồi chứ núp không còn nhỏ nữa, cho nên là không phải là nhận quà không, mà giờ muốn nhận quà là phải làm cái gì đó. Anh có một cái thử thách, nói chung là nếu mà núp muốn lấy quà của anh á thì núp phải làm cái thử thách này xong thì mới được lấy quà, còn nếu mà không làm được á là không có lấy quà đâu, chịu không? Là cái nhiệm vụ ngày hôm nay á, đó là núp sẽ phải đi tìm kim cương. Đó, đi tìm kim cương. Rồi sau đó nếu mà núp tìm được kim cương thì anh sẽ cho núp cái quà. Còn nếu mà không tìm được thì thôi. Trời ơi, đi tìm kim cương hả? Sao em tìm được? Anh nghĩ sao mà em có biết làm cái gì trong này đâu mà sao tìm kim cương? Em nghe nói là tìm kim cương khó lắm. Với lại lần trước em có coi cái video của anh, thấy anh tìm kim cương cực khổ gì mà có tìm ra đâu. Em xem tìm được. Thôi anh ơi, đừng có giỡn với em nữa mà. Tặng quà thì tặng đi chứ thử thách gì nữa. Không, núp yên tâm đi. Lần trước là anh chỉ làm video cho vui thôi, cho nên là anh không có tìm kim cương. Nhưng mà nếu mà núp làm theo cái cách của anh á thì chắc chắn núp sẽ tìm được kim cương. Rồi, ở đây nè, anh đưa cho núp nè, đó. Mấy cái này nè, thịt nè, rồi đó, thấy không? Núp mới lấy mấy cái này, núp sử dụng, đó, thấy không? Đập, sử dụng là ok liền, chứ đâu có cần phải mà khó khăn gì đâu. Bây giờ núp lấy mấy cái này nè, núp đi đào giống cái video lần trước anh làm á. Hồi trước là núp có coi đúng không? Ở núp đào đi. Rồi anh sẽ tặng cho núp cái này là một cái món quà rất là lớn luôn, rất là đặc biệt luôn đó. Ok, bây giờ đi đào đi, làm thử thách đi rồi có quà. À, bữa em thấy anh cũng cầm cái này anh đào nè. Đập. Rồi, ok, chơi luôn. Dân chơi sợ gì mưa rơi.
chơi luôn, chơi là phải có quà. Tất nhiên là nếu mà em tìm được anh phải cho em quà đó nha. Thôi giờ anh đi về đi, em chuẩn bị em đi tìm cho anh coi em sẽ tìm được kim cương và em sẽ lấy quà của anh. Rồi, và mình đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Yeah, và hiện tại bây giờ là mình đang đứng ở cái chỗ mình sẽ hẹn thằng núp ở cái chỗ này để mình nói chung là tặng quà cho nó. Thì bây giờ hiện tại nó đang đi tìm kim cương rồi, các bạn cũng đã biết rồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm cái cơn mưa kim cương để tí nữa tặng cho thằng núp nha các bạn. Rồi bây giờ đầu tiên thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình đó là một cái redstone cần gạt, redstone repeater và một cái block comment block, một cái comment block. Đó, rồi và những cái block đất này thì để các bạn lắp lại thôi. Rồi đầu tiên thì các bạn đào cho mình là cái bây giờ các bạn đào xuống 3 ô như thế này và cách ra khoảng các bạn cách ra bao nhiêu cũng được tùy các bạn nha. Đó, 3 ô như thế này và cách mình cách ra một khoảng thôi. Mình cách ra một khoảng nó như vậy thôi. Rồi. Đào xuống 3 ô nha các bạn. Đó, các bạn cách ra bao nhiêu các bạn cách ra bao nhiêu cũng được tùy các bạn. Rồi, mình sẽ đo cho nó bằng bằng cho nó làm cho nó đẹp đẹp một tí. Rồi ở đây mình cũng sẽ đào xuống 3 ô. Và sau đó khi các bạn đào xuống 4 góc, 4 góc như thế này rồi. Và các bạn đào xuống là lưu ý là 3 ô nha các bạn. Và sau đó các bạn phá hết mấy chỗ này đi. Ok, cái phá lần này thì có lẽ mình sẽ tua nhanh cho nó lẹ nha. Ok, mình sẽ tua, cố gắng tua nhanh cái này. Và mình đã đào xong cái hố này rồi các bạn. Đó, mình tua nhanh qua cho nó lẹ đó mà. Rồi bây giờ thì các bạn hãy đặt cho mình 4 cái comment block 4 góc. Đó, cái này thì nó sẽ tạo ra cái cơn mưa kim cương nha các bạn. Rồi, sau khi các bạn đặt ra 4 cái góc như thế này thì bây giờ các bạn nói cho mình redstone. Thì các bạn lưu ý là đặt cái redstone ở trên cái comment block nha. Các bạn bấm ngồi xuống. Đó, các bạn chỉ cần bấm ngồi xuống và đặt một cái redstone repeater ở đây. Và tiếp tục cứ như vậy, ngồi xuống và đặt. Đó, cứ đi tới vậy nè. Ok. Và một cái redstone repeater ở đây. Rồi, đặt. Đặt, đặt. Thì lưu ý là cái này nó sẽ rất là lag nha các bạn. Làm ra cái cơn mưa kim cương sẽ rất là lag. Cho nên là các bạn hãy cần lưu ý là nếu mà máy bạn nào lag quá thì cũng không nên là sử dụng cái cơn mưa kim cương này. Tại vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến máy rất là nhiều, lag lắm. Rồi, ở cái redstone repeater này thì các bạn hãy đặt cho mình là 123. 123. 123, ok. 123, rồi. Và tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ đặt lệnh ở comment block. Thì cái này chỉ cần đặt đơn giản vậy thôi nè. Rồi bây giờ thì đặt lệnh ở comment block nha. Cái lệnh này thì nó rất là đơn giản và rất là dễ. Bây giờ thì các bạn bấm theo mình nha. Đó là cái lệnh set block. Đó, sạc, set block. Cách ra một cái, ngã, ngã 150, ngã. Đó, cách ra như vậy. Ngã, cách ra một cái, ngã 150, rồi ngã, rồi cách ra một cái diamond, đi diamond, gạt một cái ore á bạn, ore mình cũng không đọc biết đọc cái gì nhưng mà nó là khoáng sản á. Và các bạn bấm cho mình là 10 destroy. Đấy, 10 destroy nha các bạn. Đó. Rồi, comment block bên đây cũng tương tự thôi, nó không có khác gì hết, nó cũng là set block. Set block ngã, ngã 150 ngã diamond. Ở đây thì mình có cái gì nó sẵn rồi cho nên là mình bấm cái nút kéo cái này cho nó lẹ. 10 destroy thì tất cả 4 cái comment block thì các bạn đều sử dụng nó y như nhau cả, không có khác gì hết. Đó, bên đây cũng tương tự như vậy. Rồi, set block. Set block ngã, ngã 150 cách ra một cái. Ơi không, không cách, lộn lộn. Không có cách nha các bạn. Ngã và diamond gạch o. Rồi, 10 destroy. Ok, và đến cái comment block cuối cùng nào. Rồi, đến cái comment block cuối cùng thì chúng ta cũng như vậy luôn. Là sạc, set block. Bấm cái này nó hơi nhàn nhưng mà các bạn sẽ phải cố gắng làm. Thì tùy các bạn nha, các bạn làm nhiều comment block thì cơn mưa của chúng ta sẽ lớn. Còn nếu các bạn làm ít thì cơn mưa sẽ nhỏ. Cách ra một cái, ngã, cách ra, ngã 150, tiếp tục, ngã, cách ra, diamond. O 10 destroy. Rồi, ok, thì sau khi mình đã xong như thế này rồi thì những cái comment block này các bạn hãy chuyển cho mình là repay. Repay hết nha. Repay. Còn cái phần redstone thì các bạn cứ để cho mình là new redstone. Cứ để cho mình là new redstone chứ đừng có chuyển qua on way active nha.
Rồi, như vậy là chúng ta đã xong. Bây giờ thì các bạn chỉ cần việc là lắp lại, lắp hết tất cả chỗ này lại, và các bạn hãy nói cho mình một cái đường để các bạn có thể đặt. Đó, ví dụ mình nói cái đường lên đây và mình sẽ đặt một cái cần gạt ở đây để kích hoạt cái này. Đó, kích hoạt cái cơn mưa này, đơn giản như vậy thôi. Ok, và bây giờ thì mình đã hướng dẫn xong các bạn. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua coi thằng núp nó đang làm cái gì. Không biết nó đã tìm được kim cương chưa nha. Đào thử này coi. Bập. Wow, được nè. Đào ngon luôn, xịn. Rồi bây giờ thì bắt tay vào công việc đào thôi. Rồi các bạn hãy ủng hộ tôi để tôi tìm được kim cương, rồi sau đó tôi nhận được quà của Iceland nha các bạn. Hãy ủng hộ tôi nhé. Rồi bây giờ thì mình đi đào coi. Lần trước thì mình có coi video của Iceland, là mình thấy là mình ảnh có đào thẳng xuống vậy, đào theo bậc thang. Ok, bây giờ thì mình đào thẳng xuống cái coi sao. Bập. Ôi sao đào lâu quá vậy. Đào xuống nữa. Yeah, có khi nào mình tìm được kim cương hay không? Có khi nào mình tìm được kim cương hay không? Oh, wow, yeah. Ui, mình đào đã ghê. Ui, đào cái này xuống thiệt, đào thẳng xuống đã không? Wow, kim cương ơi, anh tới rồi đây. Yeah, các bạn hãy ủng hộ tôi nha các bạn, để tôi có thể đào được kim cương nha các bạn. Oh yeah. Không biết là, ui cái này sao nó đào lâu vậy, đào thử cái này có nhanh không? Ui cái này đào nhanh hơn nè. Yeah, đào cái này luôn. Yes, yeah. Ôi, nếu mà mình tìm được kim cương thì mình sẽ được nhận quà của Iceland. Thật là tuyệt vời. Ôi, đào xuống thôi. Ủa sao lâu quá vậy ta? Mình cũng không biết là đào chừng nào mới có kim cương nữa. Đào mấy cái này coi. Ôi, khi nào mới có kim cương đây? Thôi cứ đào xuống đi. Cái đó, anh Land hay anh làm, anh đào. Đào. Ôi, bây giờ đào theo cái cách này còn sướng hơn. Đào theo cái cách kia hả, rớt xuống cái lửa vậy đó. Ngu ghê, tin anh Landman chi á. Đào thẳng xuống là sai lầm. Đào thẳng xuống là chỉ có chết mà thôi. Thiệt tình. Bây giờ mình đào theo cái hình bậc thang này. Mình thấy nhiều bạn comment kêu là đào theo cái kiểu bậc thang này sẽ rất là an toàn và sẽ dễ tìm kim cương hơn. Tuy là hơi mất thời gian một tí, nhưng mà không sao, núp sẽ làm được thôi. Ha ha. Buổi tối vậy. Quên, mình có đuốc mà, lo gì. Ha ha ha. Anh có đuốc rồi đây. Ha ha ha. Rồi đi xuống. Yeah, mình đào kiểu này thì rất là đã luôn. Cái gì? Thôi không có đào ở đâu, không có tìm được kim cương mà gặp thuần gì đâu không mà. Thôi bây giờ chạy tới chỗ hẹn của anh Slen ngay bờ sông ở đây nè. Còn không biết ảnh có ở đó không nữa. Ôi, nhiệm vụ gì mà thử thách gì mà khó quá, sao mà làm được không biết nữa. Anh Slen ơi, ủa anh đâu rồi, kìa, nhanh lên. Không, chắc mình không tìm được kim cương, chắc mình không có quà luôn quá. Chết rồi, để lại năng nỉ ảnh chứ giờ khó quá. Anh Slen ơi, em không có tìm được kim cương mà em tìm được toàn là lửa với là mấy con nhịn nổ em banh xác luôn. Ủa núp hả, đào được kim cương chứ vậy? Làm gì mà đi về đây mà khóc dữ vậy ông? Trời ơi, sao nó khóc dữ vậy ta? Ở đây hỏi nó coi. Ê núp, làm gì khóc nhiều quá vậy? Có gì hả? Có cái gì nói anh nghe, đừng có nói là mày đào không được kim cương mà mày gặp toàn cái gì đâu không nha. Mày nói anh nghe coi làm gì khóc vậy. Em nói rồi mà anh không nghe hả? Em đi đào á, em không có thấy được kim cương gì hết á, mà em thấy là toàn là mấy cái con gì nó nổ em banh xác luôn rồi, lửa cháy tùm lum hết. Thôi em không có tìm được kim cương mà anh ơi, em không tìm được kim cương á, anh cho em quà đi nha, chứ em không có tìm được kim cương khó quá anh ơi. Thấy chưa, biết ngay thế nào mày cũng bị dính mấy cái đó mà. Ai biểu mày thử cái cách của anh chi. Cái cách của anh chỉ là làm để cho vui thôi, chứ làm mấy cách đó toàn là chết không à, không có tìm được cái gì đâu. Mà thôi, nãy giờ thực ra là anh cũng nói chung là muốn thử thách mày thôi, coi mày như thế nào thôi. Ai ngờ đâu mày kiên trì đến như vậy. Thôi rồi, có gì á thì bây giờ nè, anh đã chuẩn bị quà cho mày ngay đây rồi. Bây giờ á, chỉ cần đứng ở đây và hưởng thụ thôi. Ok, bây giờ thì anh điếm 1, 2, 3 là sẽ có quà cho em. Đứng ở đây và đợi bất ngờ nha, đợi anh tí. Rồi, 1, 2, 3. Ủa sao anh điếm 1, 2, 3 mà sao em không có thấy gì hết vậy anh Lan? Sao kỳ quá vậy?
sao anh đếm 1, 2, 3 này không, không có thấy gì hết. Ôi anh, sao kỳ vậy, anh nói anh tặng em cái gì mà. Ui, wow, ôi, trời, mưa kim cương, wow, một cơn mưa kim cương nè, trời ơi, lên ơi, lên, mưa kim cương thật hả, trời, wow, đây là cơn mưa kim cương thật nè. Wow, trời ơi, lại ơi, lấm lẻ, trời ơi, kim cương, ơi, trong đời lần đầu tiên em mới thấy được kim cương nhiều đến như vậy, trời ơi, nhiều quá vậy anh, ôi, chết rồi, wow, kim cương, lấm lẻ, trời ơi, kim cương quá trời luôn nè, trời ơi, mưa kim cương, yes, yeah, wow. Các bạn có thể thấy được là cái cơn mưa kim cương, nhìn thằng núp kìa, nó đang lượm đồ kìa các bạn. Nó đang lượm cỡ không. Bây giờ thì hiện tại là mình đang rất là lag và mình không có, rất khó điều khiển. Ok, tại do cái cơn mưa kim cương này nè. Oh my god, mưa kim cương các bạn thấy chưa? Thằng núp nó đang rất là thích đó. Ok, thì cũng cảm ơn các bạn đã xem cái video này nha. Và mình đã hướng dẫn cho các bạn có thể nào làm thế nào để có thể làm được cái cơn mưa kim cương. Và mình đã tặng cho thằng núp một cái món quà nhân dịp là Tết rồi, cho nên mình tặng cho nó một món quà rất ý nghĩa. Và các bạn thấy à, ôi ơi, nó đi lượm kim cương kìa các bạn. Kim cương mà y như là cái gì vậy mà lượm ngoài đường. Oh my god. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem. Và nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like và đăng ký cho mình. Và nhớ là chia sẻ video nữa. Và hãy nhớ là bấm vào quảng cáo cũng như là xem hết quảng cáo. Và nói chung là bạn cố gắng bấm vào quảng cáo ủng hộ mình là được rồi. Và các bạn có thử thách gì á thì hãy comment ở dưới, cùng với đó là hãy gửi fanart cho mình. Ok, và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha, bye bye. Ôi, thằng nhìn thằng núp của các bạn nó lụm kìa, quá đã luôn.